long tranh, hổ đấu, thắng thua khó đoán. Chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Radio Phong Vân Mạng Đàm của Tinh Hoa TV. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả kỳ 2 của loạt bài Mạng Đàm Thế Sự. Long tranh, hổ đấu. Chúng ta biết, phong vân, nghĩa đen là gió mây, hàm ý chỉ về tình hình biến đổi của lịch sử. Và tất nhiên, đó là điều không ai nắm bắt được. Nhất là trong những trận chinh chiến, một cơn gió lớn cũng có thể thay đổi toàn bộ cục diện binh đao. Từ đó, định ra ai là đế vương lập quốc. Hôm nay chúng tôi sẽ kể một vài câu chuyện liên quan đến gió lớn. Câu chuyện thứ nhất là trận chiến Xích Bích diễn ra vào tháng 7 năm Kiến An thứ 13. Vào năm 208 sau Công Nguyên, Tào Tháo thống lĩnh toàn quân xuống phía Nam để công đánh Lưu Biểu. Tào Tháo xuất binh vào tháng 7, đến tháng 8 thì Lưu Biểu qua đời vì bạo bệnh. Khi đại quân Tào Tháo tiến đến Kinh Châu, con trai của Lưu Biểu là Lưu Tông đã đầu hàng. Lưu Bị nguyên vốn trú đóng ở Phàn Thành. Sau khi đại quân Tào Tháo đến, Lưu Bị thấy rõ tình hình bất lợi nên bắt đầu tháo chạy. Tào Tháo gấp rút đuổi theo sau. Đến Trường Bảng ở Đương Dương, hai bên đã đánh một trận. Kết quả, Lưu Bị bại trận, dọc đường rút lui đến Hạ Khẩu, tức là thành phố Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc ngày nay. Nhưng thay vì đuổi theo Lưu Bị, Tào Tháo lại thống lĩnh quân đội đi đến Giang Lăng, thuộc tỉnh Hồ Bắc hiện nay. Chúng ta biết, Tào Tháo trong mỗi trận đánh đều rất lợi hại. Ông là một nhà quân sự vô cùng kiệt xuất. Bắt đầu từ năm Kiến An thứ 2, ông đã hàng phục Trương Tú, trừ khử Lữ Bố, tiêu diệt Viên Thuật, đánh bại Viên Thiệu, bình định Lưu Biểu. Từ vùng Trường Giang về phía Bắc, hầu như đều đã được ông thống nhất cả rồi. Hơn nữa xưa kia, trong trận chiến ở Quan Độ, về mặt quân sự thì Tào Tháo ở vào thế bất lợi hoàn toàn. Trong tay chỉ có vỏn vẹn 7 vạn quân, nhưng ông lại có thể đánh bại 70 vạn đại quân của Viên Thiệu. Còn binh lực hiện giờ của Tào Tháo là bao nhiêu? 83 vạn. Khi đối diện với hai tập đoàn quân sự của Giang Đông và Lưu Bị, ông cảm thấy tình thế quả thật giống như núi cao đè xuống đỉnh đầu. Hễ đại quân tiến đến là Giang Sơn sẽ quy về một mối. Vậy nên, khi đi chinh phạt Lưu Bị, ông đã mang trong mình một tâm thái hào khí vạn trượng. Chúng ta hãy cùng đọc Tiền Xích Bích Phú của Tô Thức. Trong đó có đoạn: khi xưa Tào Công phá đất Kinh Châu, xuống thành Giang Lăng, thuận dòng mà sang mặt đông, thuyền bè muôn dặm, cờ tán rợp trời, rót chén rượu đứng trên mặt sông, cầm ngang ngọn giáo ngâm câu thơ, đó thực là anh hùng một đời. Chính là nói, Tào Tháo đã công phá Kinh Châu, sau đó thống lĩnh quân đội đến Giang Lăng. Khi đó, ông dẫn theo đại quân thủy bộ lên đường tiến về phía Giang Đông. Một tay bưng hũ rượu, một tay cầm ngọn giáo mà làm thơ. Ông đã làm bài thơ gì? Chính là bài Đoản Hành Ca nổi tiếng. Trước ly rượu ta nên ca hát, một đời người thấm thoát là bao. Khác chi mấy hạt sương mai, ngày qua sầu tuổi hỏi ai không buồn. Phần cuối của bài thơ, ông viết như thế này: ta giống như Chu Công tiếp đãi hiện tại, thiên hạ sẽ quy thuận về ta. Tào Tháo cho rằng, sau khi bình định Giang Đông, thì chính là lúc thiên hạ thống nhất. Vậy nên, bốn chữ sau cùng là thiên hạ quy tâm. Lúc này, lòng tự tin của Tào Tháo lên đến đỉnh điểm. Ông đã viết một lá thư cho Tôn Quyền. Lá thư này chỉ vỏn vẹn có 30 chữ, nhưng lại thể hiện trọn vẹn trình độ chính trị cũng như tài năng văn học của ông. Lá thư trên thực tế là để khuyên Tôn Quyền đầu hàng. Ông viết rất ngắn gọn: gần đây, ta phụng mệnh thiên tử thảo phạt kẻ phản nghịch có tội. Quân kỵ chỉ hướng phía Nam, Lưu Tông đã hàng phục. Này, ta thống lĩnh 80 vạn thủy quân, sắp cùng tướng quân săn bắn một trận ở đất Ngô. Mặc dù chỉ có 30 chữ, nhưng Tào Tháo đã nói đến 3 tầng ý tứ. Thứ nhất, gần đây ta phụng mệnh thiên tử thảo phạt những kẻ có tội. Chính là nói,
ta vận mệnh thiên tử đến đây để thảo phạt ngươi. Vậy nên, nói về phương diện chính trị, ta là có lý do chính đáng. Thứ hai, Tào Tháo nói có ưu thế về quân sự. Nay, ta dẫn theo 80 vạn thủy quân. Khi đó, quân đội của Tôn Quyền là bao nhiêu? Chẳng qua chỉ ước chừng từ 3 đến 5 vạn. Vậy nên Tào Tháo nói ta có quân đội nhiều như vậy. Nhà ngươi tự suy nghĩ xem nên làm thế nào. Thứ ba, Tào Tháo chỉ ra cho Tôn Quyền một con đường, đó là tấm gương Lưu Tông đã chịu hàng phục. Chính là nói với Tôn Quyền rằng, ta chưa đánh mà Lưu Tông đã đầu hàng rồi. Vậy nên ta cũng mong nhà ngươi có thể đầu hàng giống như Lưu Tông vậy. Tào Tháo lúc này rất lấy làm đắc chí. Mục tiêu thống nhất thiên hạ đã sắp nằm gọn trong tay. Ông hy vọng bức thư này có thể giúp bản thân giành được phần thắng mà chẳng cần động đến binh đao. Về phía Tôn Quyền, sau khi nhận được thư, liền đưa cho các văn thần võ tướng dưới trướng xem. Khi đó, các quan văn do Trương Chiêu dẫn đầu đều chủ trương đầu hàng, áp lực đè lên Tôn Quyền là rất lớn. Tôn Quyền bèn mở hội nghị quân sự, hỏi các cận thần và gần như tất cả đều tỏ ý muốn đầu hàng. Tôn Quyền liền nói rằng, các ông hãy cứ thương lượng với nhau trước, ta thay áo đã. Nói xong quay đi, Lỗ Túc liền bước theo. Đến chỗ dưới mái hiên, Lỗ Túc nói với Tôn Quyền rằng, những lời mấy vị kia vừa nói, chúa công chớ nên nghe, đám người đó đều có thể đầu hàng, Lỗ Túc đây cũng có thể đầu hàng, nhưng tướng quân ngài thì tuyệt đối không thể đầu hàng được. Lỗ Túc nói, sau khi đầu hàng Tào Tháo rồi, thì tình huống xấu nhất chính là về lại quê nhà. Nhà ông ta có ruộng, ông ta có thể cày cấy, đồng thời cũng có thể cưỡi xe trâu, gặp gỡ giao du cùng các nhân sĩ. Ông ta có thể gây dựng lại danh tiếng của mình, tích lũy công lao, sau này làm thứ sử của một châu quận, cũng cảm thấy không phải hổ thẹn gì. Nhưng chúa công đầu hàng Tào Tháo rồi, ngài sẽ đi đâu đây? Tôn Quyền liền nói với Lỗ Túc rằng ta cũng không muốn đầu hàng, nhưng hiện giờ lực lượng quân sự của chúng ta so với Tào Tháo thì quả thật thua xa. Chính ngày lúc đó, Chu Du, người huấn luyện thủy quân ở Phàn Dương, nay đã về đến Sài Tang, nơi cai trị của Tôn Quyền. Chu Du đã phân tích 3 vấn đề then chốt cho Tôn Quyền như sau. Điểm thứ nhất, Tào Tháo không có ưu thế về mặt chính trị, bởi vì ông ta mượn danh thừa tướng nhà Hán, nhưng kỳ thực ông ta lại là giặc. Ngoài miệng nói là phụng mệnh thiên tử, nhưng chẳng qua chỉ là bóp méo xuyên tạc ý của thiên tử mà thôi. Vậy nên Tào Tháo không có lý do chính đáng về mặt chính trị, mà bên ta mới thực sự có lý do chính đáng. Điểm thứ hai, Tào Tháo cũng không có ưu thế về quân sự. Tại sao? Bởi vì quân đội của Tào Tháo đều là binh sĩ phương Bắc, vốn không quen với việc đánh nhau trên sông nước. Tuy người rất nhiều, nhưng họ không lên thuyền được. Hễ lên thuyền liền choáng váng buồn nôn, căn bản không có bất cứ khả năng tác chiến. Điểm thứ ba, đó là vẫn còn Mã Siêu và Hàn Toại đang ở hậu phương của Tào Tháo. Quân đội Tào Tháo mang theo là quân bộ, có rất nhiều chiến mã, mùa đông không có cỏ khô, ngựa không có cái để ăn, hậu cần đảm bảo không được tốt. Từ ba điểm trên, Chu Du khuyên Tôn Quyền nên đánh, khẳng định rằng tướng quân tóm gọn Tào Tháo chỉ trong nay mai, và rằng lần này chính là thời cơ tốt nhất để đánh bại ông ta. Lời mà Chu Du nói trong binh pháp Tôn Tử gọi là miếu toán. Vậy miếu toán là gì? Miếu ở đây là tông miếu, nơi thờ tổ tiên của vua chúa. Bởi trước đây người ta cho rằng chuyện hệ trọng nhất của quốc gia gồm hai điều, một là tế tự và một là chiến tranh. Trong tả truyện viết rằng, việc lớn của đất nước duy chỉ có tế tự và quân sự. Vậy trước tế tự và quân sự thì thế nào? Đó là cần phải đến tông miếu để cân nhắc suy tính. Dựa theo cách nói trong binh pháp Tôn Tử, chính là suy tính 7 tham số. Chủ thục hữu đạo, tướng thục hữu năng, thiên địa thục đắc, pháp lệnh thục hành, binh pháp thục cường, sĩ tốt thục luyện, thưởng phạt thục minh. Đại ý là quân vương bên nào là minh quân đắc được lòng dân, tướng lĩnh bên nào có năng lực hơn, bên nào chiếm được ưu thế về thiên thời địa lợi, pháp lệnh của bên nào nghiêm minh hơn.
quân sĩ của bên nào mạnh hơn, binh sĩ của bên nào được huấn luyện thành thục hơn, bên nào thưởng phạt công minh hơn, cần phải suy tính 7 phương diện này. Chu Du đã suy tính kỹ lưỡng về 3 trong 7 tham số trên. Vì vậy, Tôn Quyền liền bổ nhiệm Chu Du toàn quyền phụ trách trận chiến này. Quân đội của Tào Tháo quả thật không quen thủy chiến, vậy nên ông ta đã dùng xích sắt nối tất cả các chiến thuyền lại với nhau. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, viết là Bàn Thống đã dâng lên kế liên hoàn này, nhưng trong chính sử lại không thấy có ghi chép, nên có thể suy đoán đây là sự tình mà chính Tào Tháo muốn làm, chứ không phải do Bàn Thống đưa ra. Sau khi các thuyền đã được nối với nhau rồi, tướng quân bên Đông Ngô là Hoàng Cái đã nảy ra chủ ý. Ông ta nói, chiến hạm của Tào Tháo đã nối lại với nhau, chúng ta có thể dùng biện pháp hỏa công. Sau đó, Hoàng Cái đã dâng thư trá hàng. Cuối cùng, xảy ra trận chiến hỏa thiêu xích bích. Câu chuyện này, rất nhiều người trong chúng ta đều đã rõ. Sự tình này, nếu suy nghĩ kỹ càng, thì sẽ nhận thấy có một vấn đề. Trận chiến hỏa thiêu xích bích diễn ra vào tháng 12 năm Kiến An thứ 13, chính là vào mùa đông. Chúng ta biết sông Trường Giang trên cơ bản là chảy từ hướng Tây sang Đông, nhưng từ đoạn Vu Hồ của tỉnh An Huy đến vùng Nam Kinh của Giang Tô thì sông lại chảy ngược về phía Bắc. Vậy thì vào mùa đông, Tào Tháo là ở trên bờ Tây Bắc của sông Trường Giang, còn Tôn Quyền thì ở bờ Đông Nam của Trường Giang. Chúng ta biết gió thổi vào mùa đông là gió Tây Bắc, tức ngọn gió đó là từ hướng Tây Bắc thổi về phía Đông Nam. Như vậy, nếu dùng hỏa công, thì gió một khi nổi lên cũng bằng như toàn bộ chiến thuyền của Tôn Quyền đều bị thiêu trụi hết. Nhưng ngay trong cái ngày tác chiến đó, bất ngờ lại có gió Đông Nam. Chúng ta thấy rằng, trong trận chiến xích bích khi đó, một trận gió lớn đã đánh cho Tào Tháo phải trở về phía Bắc. Và cũng chính trận chiến này đã định ra cục diện Tam Quốc, chia ba thiên hạ sau này. Bởi quân đội của Tào Tháo trong chốc lát đã tổn thất nhiều như vậy, nên phe cánh bên Đông Ngô và phe cánh bên Lưu Bị mới có thể lớn mạnh dần lên. Khi nhìn lại trận đánh lịch sử ấy, Đỗ Mục, một thi nhân nổi tiếng thời nhà Đường, đã cảm thán mà viết nên bài thơ Xích Bích Hoài Cổ. Các vùi lưỡi kích còn trơ, trũa mài nhận dấu triều xưa rõ ràng. Gió đông ví phụ Chu Lan, một nền đồng tước khóa xuân hai kiều. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Phong Vân Mạng Đàm của Tinh Hoa TV đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau.